quý vị và các bạn chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào và chưa từng được gặp Bác Hồ, song họa sĩ Xuân Phúc đã có nhiều sáng tác thành công về người. Tính đến nay, ông đã có hơn 2.000 bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bức tranh chân dung Bác Hồ của họa sĩ Xuân Phúc đã được lưu giữ tại gallery hội họa ở nhiều nước trên thế giới. Trong những ngày tháng năm này, họa sĩ Xuân Phúc lại tiếp niềm đam mê của mình với bức chân dung Bác Hồ tại chiến dịch Đông Khê. Hình ảnh Bác ở vị trí trung tâm, trực tiếp quan sát đồn Đông Khê cùng với lá cờ đỏ sao vàng trên nền trời, thể hiện ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả hiện lên chân thực qua tay vẽ đầy sáng tạo của họa sĩ. Tranh chân dung của Bác, điều quan trọng nhất là thể hiện được cái thần thái của Bác, một vĩ nhân, một lãnh tụ của dân tộc. Làm sao vừa lại rất gần gũi như người cha, người ông của mình, nhưng cũng là một cái người vĩ đại của dân tộc. Cho nên là khi tôi vẽ tranh chân dung người Bác thì tôi rất tập trung vào thể hiện cái thần thái và cái tinh thần của Bác. Là người đã thể hiện vai Bác Hồ xuất sắc trên cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh, nghiên cứu rất nhiều về hình tượng Hồ Chí Minh, diễn viên Tiến Hợi thực sự hút hồn với đôi mắt và vầng trán ở những bức tranh mà người bạn mình vẽ chân dung Bác Hồ. Đôi mắt của Bác thì anh vẽ thì thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận thấy, càng nhìn vào đôi mắt trong bức tranh của anh vẽ, tôi cảm giác như Bác đang nhìn mình, Bác đang ngắm mình và Bác đang động viên mình. Phần lớn những tác phẩm của Xuân Phúc đều được sáng tác bằng chất liệu sơn dầu. Theo ông, chất liệu sơn dầu có nhiều thế mạnh, thể hiện được rõ nét những tư tưởng, tình cảm mà ông dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Chính vì tình yêu với Bác mà tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông đi vào chi tiết, tới độ người xem có thể nhìn tới từng chi tiết sinh động. Tôi cũng trải qua những cuộc chiến tranh chống Mỹ rồi là chiến tranh biên giới và cũng tiếp xúc với nhiều những cái hình ảnh Bác Hồ. Nhưng phải nói rằng là tôi cảm nhận anh Phúc là vẽ tranh Bác Hồ là gần như là tôi cảm thấy là đẹp nhất ở Việt Nam này. Càng nhìn lâu những bức tranh mà họa sĩ Trần Xuân Phúc vẽ về Bác Hồ, tôi rất yêu mến, tại vì họa sĩ đã lột tả được cái tâm hồn, lột tả được phong cách và tác phong của Bác Hồ. Bác là mặt trời tỏa muôn nơi, cả đất trời cỏ cây và hoa lá, ca ngợi Bác ngàn lần không hết, Bác thật gần lại là thánh nhân. Nghĩ về Bác con nguyện gắng sức tự sửa mình, phấn đấu vì ngày mai, sức nhỏ con xin làm việc nhỏ để xứng đáng cho Bác Hồ Chí Minh.